Giới thiệu với cả nhà, đây là Melia Ba Vì nha. Khu nghỉ 5 sao ở trên núi Ba Vì. Đấy, đây là đường đi vào đây. Đây chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đi vào nhá. Từ đây vào là còn 3 km nữa. Nghe có vẻ rất là âm u nhỉ. Đường trong này là cấm vượt nhá. Giới hạn tốc độ là 35 km/h. Rất thích hợp để đạp xe đạp nha các bạn nhé, vì nhiều cây xanh bóng mát. Đi từ vườn quốc gia lên là từ cốt 400 lên là chúng ta rẽ phải nhá. Khi có biển báo khách sạn này là chúng ta rẽ tay phải vào. Và chúng ta đi cứ thì đi theo con đường khoảng 3 km là đến nơi. Trên này cao là đi ù hết cả tay rồi các bạn. Sao này đúng mới nghe thấy, chưa lần nào mình vào, chưa lần nào nghỉ ở trong này. Thấy vào thiên nhiên trong này thì đã lắm. Đấy, nên cốt 700 vào khu Melia đi xuống. Ở đây có vẻ là không đẹp bằng mặt đường, không rộng và không đẹp bằng đường lên đỉnh núi Ba Vì, lên đền Thượng hay đền Bác. Nhưng mà có vẻ là cây rừng tự nhiên hơi bị nhiều, chuối rừng, các loại cỏ cây hoa lá. Rừng
khiếp luôn. Rìu xanh này. Đây gọi là một chuyến đi của mình làm một cái video giải trí cưỡi ngựa xem hoa. Cưỡi ngựa sắt xem hoa. Đi loanh quanh. Check in khu nghỉ Melia, chúng ta lại ra về nhé. Chưa, hai bên là hai dặn cúc quỳ, dã quỳ, hoa dã quỳ. Đến tháng 10, mùa tháng 10, tháng 11 nó nở thì thôi rồi luôn. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi.
kết thúc chuyến tham quan vườn quốc gia Ba Vì nhé.